Rồi, ok cả nhà. Đối với những anh chị á, chúng đang kinh doanh, anh chị xem bắt buộc mình cần phải chuyển đổi ha. Anh chị cần phải vừa làm truyền thống và vừa làm vừa cập nhật những cái xu hướng sắp tới. Nhưng điều quan trọng nè, cái dù là truyền thống hay là công nghệ đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là những chiến lược kinh doanh. Nhớ giúp An nha, nó chỉ là chiến lược kinh doanh thôi. Ok không cả nhà? Một cái để mà thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình, anh chị cần phải sao ạ? Chọn đúng sản phẩm trước. Và sau đó thì sao ạ? Bắt buộc sao sao ạ? Chiến lược kinh doanh. Một cái sản phẩm mà dù rằng là gì ạ? Một sản phẩm nó tốt đi ha. Em ví dụ trước nè, một cái sản phẩm nó tốt đi nhưng mà chiến lược kinh doanh của anh chị không sao ạ? Một cái sản phẩm có giá trị rất tốt nhưng anh chị không có một chiến lược kinh doanh đúng cả nhà thì sao, anh chị vẫn không bán được hàng, đúng không cả nhà? Anh chị đang kinh doanh là những cái anh chị đang kinh doanh này, anh chị đang sản kinh doanh những cái sản phẩm này, em tin rằng anh chị cũng đã tìm hiểu về những cái sản phẩm mình đang kinh doanh rồi, rồi anh chị mới bắt đầu kinh doanh đúng không, mà anh chị mới chọn lựa chọn cái sản phẩm đó kinh doanh. Nhưng lý do vì sao anh chị chưa có thành công trong cái lĩnh vực kinh doanh, vì sao ạ? Sản phẩm tốt nhưng chiến lược kinh doanh mà sao ạ? Sản phẩm tốt nhờ chiến lược kinh doanh nó không sao ạ? Anh chị không có một cái chiến lược kinh doanh cho mình là anh chị cũng không có bán được hàng, không có doanh thu, cũng không có lợi nhuận. Nếu anh chị có chiến lược tốt nhưng sản phẩm của anh chị không tốt thì không bền vững. Lúc đầu tiên anh chị sẽ bán được hàng đó. Em nói lại ha, nếu anh chị có một chiến lược kinh doanh tốt nhưng sản phẩm không tốt thì sao ạ? Một cái sản phẩm không có giá trị thì sao? Nó sẽ không có thể bền vững theo thời gian được, và anh chị có thể là có tiền ngay lúc thời điểm đó thôi. Anh chị không thể nào mà lâu dài được. Và Trang hỏi nè, anh chị kinh doanh, anh chị có mong muốn là kinh doanh 1 năm 2 năm không ạ? À? Một vài tháng không ạ? À? Hay là anh chị mong muốn cái công việc kinh doanh của mình nó theo mình 5 10 năm mà trọn đời ạ? À? Anh chị có muốn thay đổi công việc kinh doanh sành sạch không ạ? À? Cả nhà có thể comment Trang đi họ. Anh chị mong muốn là sao ạ? À? Cái công việc kinh doanh của mình là sao ạ? Nó sẽ gắn bó với mình, hay là anh chị muốn làm cái công việc này một vài tháng thay đổi, làm công việc kia vài tháng thay đổi. Vậy mà đang có rất là nhiều anh chị như vậy. Anh chị không có, anh chị kinh doanh cái công việc này xong rồi sao ạ? Anh chị đang kinh doanh cái công việc này, cái công việc khác, thấy công việc khác nhiều tiền hơn, thay đổi sành sạch. Nên là gì? Việc của anh chị là gì? Anh chị cần phải xác định, khi mà anh chị kinh doanh một cái gì đó, anh chị cần phải xác định lâu dài với nó. Và để có lâu dài thì anh chị cần phải có tầm nhìn và xu hướng. Anh chị phải nắm rõ tầm nhìn và xu hướng. Vì rằng là gì, anh chị cứ thay đổi sành sạch vì đơn giản anh chị nghĩ rằng là gì, công việc kinh doanh này miễn sao mình có tiền thôi. Vì rằng anh chị đến với cái lĩnh vực kinh doanh đó vì tiền nên anh chị sẵn sàng vì tiền mà anh chị sẽ từ bỏ cái công việc đó, chạy theo một công việc khác. Nhưng ở đây được không mà, em muốn anh chị sao à? Xác định rõ mình kinh doanh là kinh doanh bền vững. Kinh doanh là sao à? Anh chị cần phải xác định cái công việc kinh doanh lâu dài của mình. Chỉ khi anh chị lâu dài thì anh chị mới có thể là có được lợi nhuận tốt nhất trong cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Khi mà anh chị mở quán ăn đi, 1 năm đầu 2 năm đầu anh chị lỗ, anh chị hề vốn đúng không cả nhà? Chưa chắc, chắc chắn rồi 1 năm 2 năm đầu anh chị sao à? Lỗ, hề vốn, sau đó lúc đó mới tăng trưởng dần dần. Nhưng đối với anh chị được không, mà một vài tháng anh chị không có không kinh một vài tháng anh chị không kinh doanh được, anh chị lại bỏ, nó đến từ cái việc là gì, anh chị không có kinh doanh, không phải theo xu hướng, theo tầm nhìn, mà kinh doanh theo cái túi tiền của người khác. Có nghĩa là cái gì ạ? Thấy người ta kinh doanh cái đó nhiều tiền quá, mình cũng thử kinh doanh.
và mình kinh doanh không được. Đúng không ạ? Mình nhìn vào cái số tiền của người ta làm được tới mình làm không được. Và bắt đầu là gì? Mình bỏ. Nên rằng là trong bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng vậy, anh chị cần phải sao ạ? Hội tụ ba ba điều này cho em. Thứ nhất, sản phẩm phải có giá trị. Thứ hai, chiến lược. Sản phẩm đúng mà chiến lược không đúng, bỏ, coi như là không bán được hàng. Cái thứ ba nữa, cái sản phẩm của anh chị nó phải đi đúng xu thế của thị trường. Như Nokia cả nhà tốt không? Tốt không cả nhà? Nokia tốt không ạ? Anh chị nào hồi xưa dùng Nokia rồi tốt không ạ? Tốt. Nhưng mà nó không đi đúng theo xu thế thị trường. Vậy thì anh chị tự nhìn nhận lại cái công việc kinh doanh của mình nó đã theo xu thế thị trường chưa? Theo xu thế thị trường chưa? Vì nếu mà nó đi, anh chị đang ở trong giai đoạn bão hòa cả nhà, giai đoạn hình thành, giai đoạn phát triển, giai đoạn bão hòa. Nó có sẽ có những cái giai đoạn, giai đoạn phát triển nè, giai đoạn sao, giai đoạn hình thành nè, giai đoạn sao phát triển và giai đoạn bão hòa. Anh chị đang ở trong giai đoạn nào? Anh chị nào mà đang kinh doanh về mỹ phẩm thì bão hòa rồi. Anh chị đang kinh doanh quần áo bão hòa luôn. Vậy thì có cái công việc kinh doanh nào mà nó có thể giúp cho anh chị, nếu mà mình làm việc lâu dài với nó và mình làm việc lâu dài với nó 5, 10 năm, hay và mình thứ hai nữa rằng là gì? Mình nó sẽ nó lâu dài với mình. Thứ hai nữa rằng là gì? Nó theo xu hướng của thị trường. Ngoài cái việc là gì, sản phẩm tốt theo xu hướng của thị trường, nó theo xu hướng của thị trường, anh chị cần phải có chiến lược đúng nữa. Vậy nên nếu anh chị nào đang đang không biết phải lựa chọn sản phẩm như thế nào, chiến lược như thế nào, và chọn cái xu thế thị trường như thế nào, thì em mong rằng khi mà anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, chủ tịch Trịnh Huy sẽ giải đáp cho anh chị và anh chị sẽ có những cái hướng đi. Tất cả những anh chị là chủ tịch, như là chủ ở trong này anh có thấy nè, chị Bù Nhi nè ha, chị Bù Nhi rồi nè. Hồi xưa là kinh doanh mỹ phẩm nè, sau đó thì sao ạ? Nó không còn là xu thế thị trường nữa, nó không còn là xu thế nữa, nên rằng là rất là tuyệt vời rằng là chị đã lựa chọn câu lạc bộ, lựa chọn học lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng và lựa chọn theo đúng xu thế của thị trường, nên rằng là gì, theo đúng xu thế thị trường, và chọn sản phẩm chất lượng và may quá sử dụng chiến lược của câu lạc bộ. Còn anh chị đôi khi sản phẩm tốt, kinh doanh hiện tại được không mà anh chị có sản phẩm tốt, xu thế đi theo đúng thị trường, nhưng anh chị không có chiến lược, anh chị cũng không thể nào mà thắng được. Ok không cả nhà? Cả nhà có cần chúng ta sẽ gặp chị Bùi Nhi không ạ? Ok, chị Bùi Nhi có thể là mở mic lên, chị có thể là chia sẻ cho em là chị đã quyết định như thế nào khi mà vào học với câu lạc bộ, và chị đã quyết định như thế nào để mà chị chuyển hướng công việc nha. Tại vì tất cả một số anh chị ở đây họ em biết được rằng là anh để mà chuyển hướng công việc anh chị suy nghĩ rất là nhiều. Anh chị chưa thực sự mạnh dạn để mà chuyển hướng công việc, hoặc là chuyển hướng anh chị đang kinh doanh đó, biết là công việc kinh doanh của mình nó chưa tạo ra kết quả, nhưng anh chị không dám chuyển hướng công việc, anh chị không dám thay đổi, thì An muốn chia An muốn mời chị Bùi Như lên để anh để chị chia sẻ cái hành trình của chị thôi, chị chuyển hướng công việc như thế nào, và nó sẽ giúp cho anh chị, thúc đẩy cho anh chị để mà anh chị có một cái quyết định khôn ngoan ha, quyết định chính xác để giúp cho anh chị gia tăng cái tài chính của anh chị lên. Còn lại cái công việc cũ anh chị nó đã không thành công, nếu mà công việc cũ của anh chị nó thành công thì nó đã giúp cho anh chị giàu lâu rồi, chứ không phải ngồi đây, đúng không ạ? Đúng không cả nhà? Rồi nên rằng là anh chị cần phải bắt đầu thay đổi đi ạ. Rồi em mời chị Bùi Nhi ạ. Rồi vô cùng biết ơn chủ tịch Võ An đã cho Như Lan chia sẻ với mọi người trong Zoom ha. Rồi Như xin chào cả nhà của chúng ta, chào chủ tịch Hà Thủy, chủ tịch Ánh Trinh và chủ tịch Ánh Hồng và tất cả các thành viên trong câu lạc bộ của mình. Thì
Nhi cũng có những cái chia sẻ khi mà Nhi đến với câu lạc bộ á, thì bản thân Nhi cũng đã kinh doanh mỹ phẩm một thương hiệu ở Việt Nam, năm nay là năm thứ năm rồi các bạn. Thì trước khi vào thì lúc đó là Nhi cũng gặp những cái vấn đề về tài chính, về cách bán hàng nó không được ổn anh chị. Và trong cái khoảng thời gian đó thì dịch, cho nên là tình hình của mình là bị ảnh hưởng bởi cái chiến lược mình đưa ra nó không còn phù hợp để mà mình kinh doanh trong cái thời thời điểm dịch đó. Vì lúc đó cái tư duy và cái tầm nhìn của mình á nó chỉ giới hạn ở mức đó thôi, ở mức đó thôi, cho nên mình không có cái chiến lược nào để mà mình bùng nổ, trong cái thời kỳ mà kể cả dịch hoặc là sau dịch hoặc là trước dịch. Thì đó, khi mà Nhi vào được lớp 60 ngày thì Nhi đã có những cái trải nghiệm bứt phá hơn về về bản thân của mình, về sức mạnh hiểu sâu hơn, về sức mạnh tiềm thức. Và khi mà Nhi vào sâu hơn nữa, đó là lớp doanh nhân chặng tay hóa vàng á, thì Nhi mới biết được là cái con đường mình đi nó như thế nào. Tại vì lúc đó với Nhi cái tầm nhìn một năm là kinh khủng lắm rồi, hoặc là ngày qua ngày, tháng qua tháng, như vậy là kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà vào câu lạc bộ thì Nhi đã được câu là chủ tịch Trịnh Huy khai sáng ra được cái con đường mình đi, nó theo xu thế của thị trường anh chị, nó theo cái xu thế là mình cần nên phát triển cái gì, dòng tiền nó đang đổ về đâu, và mình nên kinh doanh cái gì thì nó tốt nhất cho hiện tại của mình. Và một cái câu mà Nhi vào sâu rồi Nhi mới hiểu được là chủ tịch Võ An cũng hay nói là cái công việc mình thích á, chỉ là công việc bạn thích thôi, và cái công việc mà cả thế giới thích á, thì đó là cái công việc mà bạn cần phải làm đó. Và Nhi thức tỉnh từ cái câu nói đó, cái công việc mà cả thế giới thích thì mình, có nghĩa là cả thế giới cần cái điều đó thì mình nên kinh doanh. Đó là cái xu thế, và Nhi đã bắt kịp được cái xu thế đó, cái tầm nhìn đó ở trong cái lớp doanh nhân chặt tay hóa vàng. Vào đó anh chị được cái gì? Anh chị sẽ được mở mang về tầm nhìn của mình, hiểu đúng được cái chiến lược mình cần đi là cái gì, và cái mình sẽ tự tin hơn khi mà anh chị bán hàng. Tại vì ở đây anh chị sẽ được đào tạo bán hàng từ tâm, từ cái anh chị có cái sản phẩm tốt mà anh chị không biết chia sẻ, thì trong cái lớp bán hàng này anh chị sẽ được cài đặt tiềm thức luôn, là mình bán hàng như hơi thở, bán hàng bằng cái giá trị mình có. Và Nhi thấy rất là biết ơn câu lạc bộ, vì câu lạc bộ chia sẻ nó có tâm tầm ở trong đó hết, và rất là yêu thương và rất là biết ơn cái mọi người mua hàng của mình, vừa yêu thương vừa biết ơn vừa trân trọng. Đó là cái điều mà Nhi thấy nó rất là giá trị, và bản thân của Nhi rất là biết ơn khi mà mình đã cho mình một cái quyết định rất là lớn khi mà được vào đồng hành cùng với câu lạc bộ và phát triển cùng với câu lạc bộ, và chính thức như cũng trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ, và đã được câu lạc bộ hướng dẫn có một cái doanh nghiệp cho mình, và trên đà phát triển rất là lớn. Và những cái thành công nhỏ của bên ngoài của Nhi thì Nhi cũng trong khoảng thời gian này thì cũng chưa chia sẻ nhiều cho anh chị. Tuy nhiên là khi mà vào câu lạc bộ thì Nhi đã có những cái thành công rất là nhất định, mà bản thân của Nhi so với Nhi của một năm trước đó thì nó rất là khác anh chị, nó rất là khác. Thành ra là nếu mà ngày hôm nay á, đây là một cái cơ hội để giúp cho anh chị có được một cái quyết định sáng suốt, cũng như là có một cái quyết định có tầm nhìn, thì đây là một cái cơ hội để giúp cho anh chị thay đổi. Bởi vì Nhi cũng biết rằng là lúc mà Nhi đưa ra cái quyết định này là lúc đó là Nhi chịu hết nổi rồi, Nhi chịu hết nổi rồi anh chị, cũng là trong cái giai đoạn mà chịu hết nổi rồi mình mới bứt phá bản thân của mình, thì đây là cơ hội để cho mình phát triển, đây là cơ hội để mình bứt phá. Và Nhi rất biết ơn với cái quyết định này của mình để có được ngày hôm nay, để ngồi đây chia sẻ lại với anh chị những cái gì mà Nhi đã đạt được. Cảm ơn chủ tịch Võ An ạ. Rồi, hay quá, cả nhà cho chị Nhi một tràng vỗ tay đi ạ. Rồi, cả nhà thấy không ạ? Chị Nhi kinh doanh mỹ phẩm 5 năm. 5 năm nha cả nhà, anh chị kinh doanh mấy năm? Nhưng mà sao ạ? Không biết bán hàng nè, một cái chiến lược không đúng nè, đã dạy không có theo đúng xu thế thị trường nữa. Và sao ạ? Dẫn tới là gì không bán được hàng. Cả nhà thấy chị Nhi dễ thương không? Xinh đẹp không ạ? Cả nhà thấy là chị Nhi xinh đẹp không ạ? Kỹ năng nói của chị Nhi tốt không ạ? Chị Nhi nói rất là tốt, nhưng chưa đủ. Được không ạ? Anh chị cần phải có kiến thức, có tư duy và có chiến lược đúng nữa, theo xu hướng của thị trường nữa. Nên rằng là gì ạ? Em không nói về sản phẩm nha, tại vì một khi mà sản phẩm đưa ra thị trường thì nó sẽ sao ạ? Sự kiểm định được nữa thì em không nói về sản phẩm. Nhưng sao ạ? Ngay cả cái chị Nhi thôi, được không ạ? Chỉ làm việc 5 năm nhưng mà sao ạ? Chị vẫn rất là mạnh dạn nè, nói chuyện rất là lưu loát, nhưng sao ạ? Vẫn không thể nào kinh doanh được. Thì theo anh chị nè, anh chị nghĩ rằng
công việc kinh doanh của anh chị hiện tại nè. Anh chị không có chiến lược nè, không biết cách bán hàng, không biết cách marketing, không biết cách sale, không biết cách làm sao để mà sản phẩm của mình đưa tới cho nhiều người biết về cái sản phẩm của mình. Thì sao ạ? Thì anh chị nghĩ rằng là gì ạ? Anh chị có bán được hàng hay không? Có một số anh chị khi mà em gọi, em hỏi luôn, em nói chuyện luôn á cả nhà, anh chị nó nói rằng là gì? Một tháng bán được một vài sản phẩm mà, một hai sản phẩm mà, làm sao mà đủ sống cả nhà? Trong khi đó thời gian công sức anh chị bỏ ra nữa, nếu mà anh chị coi thử được ra một cái giá trị của mình bao nhiêu, anh chị lấy cái số tiền mình nhận được đó, chia cho cái công sức mình bỏ ra đi à, nó sẽ đúng với cái giá trị anh chị bỏ ra, nó sẽ đúng với cái giá trị của anh chị. Vì anh chị thấy không, mà mình bỏ ra nhiều công sức như vậy, thời gian như vậy, nhưng mà sao cái giá trị mình nhận lại được thì nó không cao. Vậy thì anh chị cần phải chuyển hướng nhanh, được không cả nhà? Anh chị cần phải nhìn nhận lại cho An về cái công việc kinh doanh của mình. Đối với những hồi nãy chị Nhi có nói biết ơn câu lạc bộ rất là nhiều, đã sao ạ, đã cho chị thấy được cái tầm nhìn, thấy được cái xu hướng, cũng như rằng là gì, hỗ trợ cho chị để mà giúp cho chị, và chị đã đồng hành với câu lạc bộ. Thì một số anh chị đang thắc mắc ở cái điều này. Thứ nhất, khi những cái anh chị nào mà mình chưa có định hướng gì về trong công việc kinh doanh của mình, mình chưa biết phải làm như thế nào, thì anh chị có thể là gì, câu lạc bộ sẽ sẵn sàng dang rộng cánh tay để sao à, để mà đón anh chị, để mà định hướng cho anh chị. Khi mà anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng rồi á nha, đây là một cái đặc quyền cho tất cả những anh chị. Khi mà anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng rồi, khi mà anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng rồi, anh chị mong muốn được đồng hành với câu lạc bộ và có mong và được không ạ, anh chị có cùng chung chí hướng, cùng chung tầm nhìn và phụng sự thì sao ạ? Thì anh chị sẽ báo với trưởng nhóm của mình để mà sao ạ, cùng đồng hành với câu lạc bộ. Thì khi mà anh chị đồng hành với câu lạc bộ thì tất cả các trưởng nhóm cũng như bản thân anh chị đang học, dù dù anh chị đang học ở trưởng nhóm nào, nhưng sao ạ, đến cuối cùng An là người hỗ trợ cho anh chị, đến cuối cùng đúng không ạ, thì An sẽ hỗ trợ cho anh chị, và sau đó là chủ tịch Trịnh Huy, chủ tịch Nguyễn Nhiễm sẽ hỗ trợ cho anh chị để mà anh chị có một công việc cho nó phù hợp với anh chị. Có thứ nhất là gì ạ, chia sẻ cho anh chị đâu là xu hướng sắp tới, đâu là những cái dịch vụ, đâu là những cái sản phẩm mà sale nó sale theo đúng cái thị trường. Còn về được không mà chia sẻ cho anh chị cái sản phẩm ha. Còn về chiến lược như thế nào và sao ạ? Còn chiến lược như thế nào thì khi mà anh chị vào học lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, anh chị sẽ được học những cái chiến lược bán hàng, marketing, sale, và chúng ta bán hàng bằng tiềm thức. Cái điều khác biệt, điểm khác biệt giữa câu lạc bộ của chúng ta đối với những cái lĩnh vực khác, đối với những cái lớp học khác về bán hàng cả nhà, vì chúng ta bán hàng đó mà, chúng ta bán hàng bằng sức mạnh tiềm thức. Chúng ta dựa trên nền tảng giá trị cốt lõi và lâu dài để mà chúng ta bán hàng, chứ không phải là bán một vài tháng, một vài năm, mà chúng ta mà chủ tịch Trịnh Huy và chủ tịch Nguyễn Diễm sẽ định hướng cho anh chị để làm sao anh chị chọn một cái lĩnh vực kinh doanh, làm sao nó đi theo anh chị 5, 10 năm, 10 năm ha, 20 năm ha, chứ không phải rằng là gì 1, 2 năm. Bao nhiêu trong số anh chị đang cần sự định hướng mà đang, bao nhiêu trong số anh chị đang cần sự định hướng và mong muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ á, thì anh chị comment cho An số 5 nha. Và tất cả những anh chị trưởng nhóm mình chú ý nha, mình sẽ xem thử đâu những cái người bạn của mình á, những người bạn của mình ha, họ có mong muốn như thế nào, để sao à, để mà anh chị hỗ trợ, những anh chị trưởng nhóm hỗ trợ cho họ nha. Ở trong này không bắt buộc anh chị phải trở thành thành viên nha. Anh chị khi mà anh chị đã có công việc kinh doanh của mình rồi, anh chị đã học với lớp doanh nhân chậm tay hóa vàng, anh chị đã thấy được cái xu hướng của thị trường, anh chị có thể là tự mình mở ra một cái doanh nghiệp kinh doanh riêng cho mình, hoặc là mình làm một công việc gì đó, miễn sao anh chị làm theo đúng xu thế của thị trường là được, và áp dụng theo đúng cái công thức chiến lược của câu lạc bộ là anh chị đã thành công rồi. Không nhất thiết là anh chị mong muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ. Khi mà những anh chị nào mong muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì mình có một cái, thì mình sẽ được cái đặc quyền như này nha. Vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày thì chúng ta sẽ được coach
chia sẻ trực tiếp từ chủ tịch Nguyễn Diễm trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Từ thứ hai, thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Nên những anh chị mà mình đồng hành với câu lạc bộ thì sao ạ? Mình khi mà mình tham gia, mình đồng ý tham gia lớp doanh nhân chạm tay áo vàng được không ạ? Mình hội tụ đủ tất, mình đồng ý với tất cả những điều kiện của câu lạc bộ thì sao ạ? Lúc đó mình sẽ vào vào lúc vào học với chủ tịch Nguyễn Diễm 246 vào lúc 7 giờ sáng. Chủ tịch Nguyễn Diễm sẽ chia sẻ cho anh chị từng bước đi như thế nào, à làm như thế nào, cầm tay chỉ việc cho anh chị như thế nào, cái cách anh chị cần phải tiếp cận khách hàng như thế nào, cái cách anh chị cần phải sao ạ, chiến lược, cái cách mà anh chị tiếp cận khách hàng, cái cách mà anh chị làm sao để mà gia tăng cái giá trị của anh chị lên, để mà sao ạ, mọi người nhận được cái giá trị của anh chị, cái cách để anh chị bán được hàng như thế nào, cầm tay chỉ việc cho anh chị. Nên rằng là cái này thì anh chị hãy liên hệ trưởng nhóm của mình ha. Tất cả những anh chị nè mình muốn đồng hành với câu lạc bộ thì cái này anh chị cần phải liên hệ với trưởng nhóm của mình, để sao ạ, anh chị hãy nhắn tin liền cho trưởng nhóm của mình đi, anh cho anh chị 1 đến 2 phút, đối với những anh chị mong muốn ha, anh chị nhắn tin cho trưởng nhóm của mình liền ha, để sao ạ, tại vì rằng là hôm nay là thứ hai được không ạ, thứ ba em sẽ tổng hợp danh sách và thứ tư là chúng ta sẽ bắt đầu học rồi, nên rằng là anh chị nhắn tin liền ha. Rồi ở đây thì không, và để mà trở thành thành viên của câu lạc bộ thì không dễ, thực sự là anh chị cần phải thể hiện cho An thấy được rằng là cái năng lực của anh chị, và có một cái điều cực kỳ quan trọng đó là tâm tầm, anh chị cần phải có tâm sáng, tâm phụng sự, tâm giúp đỡ, anh chị có nhiều tiền đi chăng nữa nhưng mà sao ở tâm anh chị không sáng, một cái thái độ không tích cực, An không cho tham gia, ok không cả nhà, An sẽ không cho tham gia trở thành thành viên của câu lạc bộ, tại vì sao, một khi anh chị trở thành thành viên của câu lạc bộ thì câu lạc bộ anh chị là sao ạ, anh chị dựa vào danh tiếng của câu lạc bộ, dựa vào danh tiếng của An, và cũng như rằng là gì sau này anh chị đồng hành với An trong những cái chuyến đi du lịch, trong những cái chuyến hội họp, nên rằng là gì nó sẽ ảnh hưởng, nên rằng là tất cả những anh chị muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ, anh chị cần sao ạ, phải có tâm và có tầm, tâm phụng sự, tâm giúp đỡ, và sao tâm chia, tâm trao giá trị cho mọi người ha, giúp đỡ cho mọi người, và sao có một cái tầm nhìn, khi mà tâm anh chị sáng anh chị mới có cái tầm nhìn, tầm nhìn ở đây là gì, tầm nhìn dài hạn, bỏ qua những cái thứ nhỏ nhặt để mình tiến tới một cái thứ cao hơn, xa hơn. Còn nếu mà anh chị vẫn cứ giữ một cái thứ nhỏ, những cái điều nhỏ nhặt thôi thì sao anh chị không thể nào mà tiến xa được. Em ví dụ ha, khi mà anh chị kinh doanh đó cả nhà, bỏ ra 20-30 triệu, 30-40 triệu hoặc là 100 triệu đi, để mà sao anh chị kinh doanh đi, ngay cả thời điểm bây giờ anh chị thấy là nó to quá, nó nhiều quá, thì làm sao mà anh chị có được 1 tỷ, 100 tỷ được, đúng không cả nhà? Mà kinh doanh thì sao, bắt buộc là anh chị cần phải sao ạ, anh chị cần phải có vốn. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì sao, chúng ta nhìn những cái số tiền nhỏ nhặt đó mà chúng ta quên mất những cái lâu dài. Anh chị cần phải, khi mà anh chị đã có tầm là gì, cái tầm là ngày hôm nay được không ạ, anh chị cần phải có cái tầm nhìn lớn, sẵn sàng ngày hôm nay mình bỏ đi những cái nhỏ nhặt vụn vặt để mình tiến tới một cái xa hơn, một cái cao hơn nữa. Ok không cả nhà? À, chứ không phải rằng là những thứ nhỏ nhặt, những cái mà nhỏ nhặt nó đang níu chân anh chị lại đó. Và việc của anh chị là gì? Mở rộng nó ra, được không? Đừng vì những cái nhỏ nhặt, đừng có những cái thứ nhỏ nhặt mà nó bám, nó sao à? Nó khiến cho anh chị không thành công. Một số anh chị ở đây, có một số anh chị được không mà đồng hành với An rất là lâu rồi, nửa năm, vài tháng, 1 năm cũng có luôn, nhưng An khuyên anh chị là vào lớp 60 ngày đi, vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng đi, như vậy thì An mới có thể giúp cho anh chị được, để mà anh chị thành công được. Anh chị không chịu đến khi mà anh chị lay lắt tới giờ được không ạ? À? Bây giờ anh chị mới sao ạ? À? Anh chị vẫn chưa hành động, chưa dám ra quyết định, chưa hành động thì sao ạ? À? Thì anh chị vẫn lay lắt như vậy, cuộc sống vẫn y như vậy, không khác hơn được. Nên rằng là anh chị cần phải bỏ đi những cái nhỏ nhặt và vụn vặt. Vụn vặt ở đây là gì? Là sao ạ? À? Nấu cơm cho con, nấu cơm cho chồng. Không có thời gian để dành cho nhắn tin cho bạn bè, không có thời gian dành cho sao ạ? À? Cho bản thân của mình, không có đi chơi tám với bạn bè được. Đó là những thứ vụn vặt các cả nhà.
Hoặc là gì ạ? Giống như hồi nãy em có nói, trong kinh doanh đó cả nhà, hoặc là anh chị đang đầu tư này, được không ạ? Đôi khi anh chị cần phải có những cái khoản tiền để đầu tư cho trí tuệ của mình, đầu tư cho sức khỏe của mình. Anh chị cần phải tham gia những khóa học, anh chị cần phải sao như bản thân An và chủ tịch Trịnh Huy, được không ạ? Để mà có kiến thức, có tư duy chia sẻ cho anh chị An phải học mà. Anh nói phải là An không học đâu cả nhà, đâu ở đâu kiến thức mà tự nhiên chui ra đâu. Đúng không? Phải học. Vậy ở đâu ra An phải đi học. Vậy tiền ở đâu ra? Em phải bỏ tiền ra, được không ạ? Vài chục triệu, vài trăm triệu, chủ tịch Trịnh Huy, và bỏ vài trăm triệu học online trực tiếp với Tony Robbins thôi cả nhà, mất hết gần 500 triệu để học với thầy Tony Robbins, để chia sẻ cho anh chị những cái kiến thức mà anh chủ tịch Trịnh Huy chia sẻ cho anh chị sẽ được học vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng ha. Mà chủ tịch đã bỏ vài trăm triệu để học trực tuyến, học qua Zoom thôi, cùng với thầy Tony Robbins thôi cả nhà. Vậy thì được không ạ? Nhưng được không ạ? Chủ tịch Trịnh Huy thấy nó nhỏ nhặt lắm. Và sao ạ? Vì sao ạ? Vì chính cái kiến thức này nó sẽ giúp cho chủ tịch Trịnh Huy kiếm được chục tỷ, ngàn tỷ. Nên đừng có vì những cái nhỏ nhặt như vậy, được không ạ? Chúng ta sợ, được không ạ? Sợ mình không làm được, sợ không có tiền. Đừng có vì những cái nhỏ nhặt đó mà nó kéo chân anh chị đi. Nếu mà chủ tịch Trịnh Huy mà không tính toán 200-300 triệu ở cả nhà, thì có kiến thức để mà dạy cho anh chị không ạ? Để mà chủ tịch Trịnh Huy có tổng tài sản như bây giờ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ không ạ? Không, đúng không cả nhà? Như bản thân An cũng vậy, nếu mà An tính toán vài chục triệu, vài chục triệu, thì An nghĩ rằng là gì, An không có thể ngồi đây đâu. Đừng có vì những cái thứ nhỏ nhặt để mà kéo chân anh chị ha. Đó, An dặn với những anh chị nào mà mình muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì anh chị cần phải sao ạ? Cái tâm, cái tầm. Thì khi mà anh chị có đủ tâm, đủ tầm, anh chị sẽ có tài. Tài ở đây là gì? Tài sản, tài chính. Và sao ạ? Đôi khi có những anh chị ở đây mình giàu tiền nhưng mà mình nghèo trải nghiệm. Anh chị có rất là nhiều tiền, em biết được rằng anh chị ở đây mình là sao ạ? Mình chủ doanh nghiệp luôn. Nhưng sao ạ? Nhắc tới chủ doanh nghiệp ai cũng nghĩ là giàu, đúng không cả nhà? Em tin chắc một điều nè, anh chị là chủ doanh nghiệp nhưng anh chị không có tiền. Anh nào đang đây là chủ doanh nghiệp đâu hả? Nhắc tới chủ doanh nghiệp thấy ắt không cả nhà? Nhưng mà chủ doanh nghiệp không có tiền. Chủ nhìn vậy thôi, anh chị chủ doanh nghiệp không có tiền đâu. Dịch nè cả nhà, họ còn phải sao ạ? Lo cho công nhân, lo cho nhân viên của họ, lo đóng tiền thuế tiền má, rồi lo mặt bằng nữa cả nhà, đôi khi không có tiền luôn, mang tiếng là chủ doanh nghiệp đó. Nên rằng là gì, anh chị đừng nghe tiếng chủ doanh nghiệp mà sang à. Sang lắm, nhưng mà sao ạ? Quan trọng là gì ạ? Cái số tiền đến cuối cùng, cái tiền lợi nhuận cuối cùng họ nhận được là bao nhiêu. Và sao họ đôi khi có những anh chị rất là nhiều tiền nhưng mình nghèo trải nghiệm, anh chị chỉ có vòng quay trong từ công việc của mình cho tới về nhà thôi, không có gì khác hơn hết. Anh chị không đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng không có đi trải nghiệm, được không, mà trải nghiệm những cái phong cách sống, dẫn tới là gì, anh chị cũng nghèo. Nên khi mà anh chị trở thành thành viên của câu lạc bộ thì sao ạ? Khi mà anh chị vào lớp 60 ngày, vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng thì sao ạ? Chủ câu lạc bộ sẽ đảm bảo cho anh chị ba thứ, hai thứ thôi, còn một thứ anh chị cần phải chịu trách nhiệm đây. Thứ nhất về tài chính, anh chị sẽ học nhờ những cái kiến thức về sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn, và cũng như là những cái kỹ năng về kinh doanh và bán hàng và marketing và sale, cũng như những anh chị nào mà chưa có công việc làm, những anh chị nào mà đang chơi vơi á, mình cần có sự định hướng thì sao, câu lạc bộ sẽ sẵn sàng định hướng cho anh chị luôn. Nhưng cái việc của anh chị là gì ạ? Đó là về tài chính ha, sẽ dạy cho anh chị hết về những cái về tài chính. Thứ hai đó là gì? Sẽ về mối quan hệ. Những anh chị nào mà đang gặp những cái vấn đề về mối quan hệ thì chúng ta sẽ vào lớp 60 ngày, chúng ta sẽ học những mối quan hệ, và vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng anh chị sẽ được học về những cái thủ thuật NLP cả nhà ha, để làm sao thu phục nhân tâm của mọi người. Chúng ta sẽ sao ạ? Chúng ta sẽ được học một cái bắt cóc tiềm thức. Nên rằng anh chị sẽ làm sao để mà chúng ta biết gắn kết tiềm thức của mình với họ để sao ạ? Để mà chúng ta có thể sao ạ? Để mà chúng ta có thể hòa hợp với mình và chính họ. Nhưng có một thứ anh chị cần phải tự chịu trách nhiệm, đó là gì cả nhà biết không ạ? Thân thể anh chị, cơ thể anh chị.
sức khỏe của anh chị. Anh chị cần phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình. Thì cái này anh chị cần phải rèn luyện nha. Anh chị cần phải tự mình rèn luyện, tại vì đây chính là cái ngôi đền của mình. Đây là tính là tài sản của anh chị. Anh chị phải tự chăm lo, yêu thương. Không có ai yêu thương thương nó bằng anh chị đâu, đúng không cả nhà? Không có ai yêu thương cái cơ thể của anh chị, sức khỏe của anh chị bằng anh chị. Nên rằng là gì, câu lạc bộ sẽ, khi mà anh chị vào lớp sống nhưng mà vào lớp doanh nhân chậm tay hóa vàng, anh chị sẽ như nè, anh chị sẽ được, được không ạ? Rèn luyện ba thứ. Thứ nhất về tài chính, mối quan hệ về sức khỏe. Nhưng đối với về đối với tài chính và mối đối với tài chính và mối quan hệ mình sẽ được học, nhưng đối với sức khỏe anh chị phải là người tự nghiêm túc với chính mình, tự rèn luyện với chính mình và tự kỷ luật với chính mình. Mà để vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, em đang nói với lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng anh chị cần phải có cái điều này: tự kỷ luật, tự có trách nhiệm với cuộc, tự có trách nhiệm với cơ thể của mình, được không cả nhà? Bao nhiêu trong số anh chị có cam kết rằng là gì, mình sẽ chịu trách nhiệm về chính cái sức khỏe của mình, chính cái cơ thể của mình? Comment cho anh chị tôi ha. Tại vì khi á anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng là lúc này đây, được không, anh chị phải thay đổi cơ thể của chúng ta. Nó đánh giá, cả nhà biết không ạ, cơ thể này nè cả nhà, nó đánh giá cái tư duy, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của anh chị. Cái cơ thể nó phản ánh chính xác cái giá trị của anh chị. Nếu mà anh chị nhìn vào một cái người, anh chị nhìn vào chủ tịch Trịnh Huy và chủ tịch Nguyễn Diễm, có bao giờ xòe xòa không ạ? Họ đẹp không cả nhà? Đẹp, được không? Họ có xòe xòa không? Không. Mỗi lần lên Zoom lại rất là đẹp, rất là đỉnh đạt. Đó là họ thể hiện cái giá trị của họ. Vậy thì cơ thể của anh chị cũng vậy. Sao ạ? Chủ tịch Nguyễn Diễm rất đẹp ha. Đã đẹp rồi còn tập thể dục nữa cả nhà, tập gym nữa cả nhà. Vì sao? Họ biết được rằng là gì? Cơ thể của họ thể hiện, được không ạ? Bản thân họ, họ không biết yêu thương cơ thể của họ thì làm sao họ yêu thương người khác được? Bản thân của họ, họ không thể nào làm tốt hơn cái cơ thể của họ thì làm sao mà họ tốt trong tất cả các lĩnh vực khác được. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc, nên cách chúng ta làm bỏ bê cái cơ thể của mình, có nghĩa rằng là cái công việc kinh doanh của anh chị nó cũng y như vậy luôn, cái cuộc sống của anh chị nó cũng y như vậy luôn, đúng không cả nhà? Còn có, bây giờ anh chị yêu thương cơ thể của mình đi, chăm sóc cơ thể của mình đi, tự nhiên sao anh chị sẽ thấy nó khác liền, đúng không cả nhà? Tự nhiên chăm sóc cơ thể đi, tự nhiên yêu thương cơ thể đi, càng ngày càng đẹp ra, càng sinh ra trí tuệ của mình tăng lên, tự nhiên sao à, mọi thứ nó theo đúng theo như mình luôn, mối quan hệ mình nó tốt hơn, đúng không ạ? Mình tự tin hơn, khách hàng mình tự nhiên cái họ họ tới với nhiều nhiều hơn, đúng không? Anh chị nào học lớp doanh nhân rồi thì comment cho em, xác nhận cho em coi, đúng không ạ? Đúng rồi, rất đúng cả nhà. Tại vì anh chị không yêu thương bản thân của mình, không biết chăm sóc bản thân của mình thì làm sao mà anh chị biết cách chăm sóc cái doanh nghiệp của mình, chăm sóc gia đình của mình, chăm sóc chồng của mình, con của mình được. Nên rằng là bản thân của mình không chăm sóc thì sao ạ? Ai chăm sóc được? Nên rằng là bắt buộc tất cả những anh chị vào lớp 60 ngày học lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, anh chị cần phải có sự cam kết về sức khỏe của mình. Kiến thức và lớp 60 ngày vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng anh chị học miễn phí nha, không mất phí nha. Không mất phí ha. Nói kho An nói lại này, tất cả những lớp của câu lạc bộ hoàn toàn không mất phí. Nhưng bắt buộc anh chị cần phải cam kết điều kiện, đó là gì? Anh chị cần phải chăm sóc sức khỏe của mình. Cần phải sao à? Ngoài cái việc nghiêm túc và kỷ luật, anh chị cần phải chăm sóc tài chính này, mối quan hệ. Câu lạc bộ đã hỗ trợ cho anh chị rồi, đã luôn đồng hành với anh chị rồi, còn cái việc cơ thể của anh chị thôi mà anh chị không yêu thương nữa thì sao à? Thì tất cả hai thứ còn lại nó vô nghĩa nha. Nên rằng là gì, điều khi mà anh chị vào lớp 60 ngày vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, anh chị cần sẽ được tặng cái thực đơn ăn uống. Trong cái thực đơn ăn uống đó, anh chị làm đúng cái thực đơn đó cho anh chị nào mà chưa đẹp, quá khổ, đặt mục tiêu cho anh giảm cân đi, anh chị làm sao cho mình đẹp lên. Anh chị nào ốm, mục tiêu được không ạ? Vừa đi ạ, tới cái mục tiêu, tới cái số đo chuẩn của mình giờ. Khi mà anh chị đẹp, anh chị có sự tự tin. Khi mà anh chị đẹp thì sao ạ? Anh chị có quyền được ưu ái,
nha. Anh chị đẹp thì anh chị có quyền được sự ưu ái. Anh chị nào mà da không đẹp hay là sao da không khỏe rồi cả nhà thì sao anh chị nhanh chóng thay đổi. Câu lạc bộ sẽ có công thức nha. Câu lạc bộ sẽ có công thức cho cả nhà của mình để giúp từ cho từng anh chị ở đây, để giúp cho anh chị thay đổi lại cái sức khỏe của mình, thay đổi lại cái vóc dáng của mình để cho sao để cho mình tốt hơn và khỏe hơn. Và một số anh chị hỏi An rằng là làm lý do vì sao mà tất cả các chủ tịch ở đây có hỏi An rằng tất cả các chủ tịch làm gì mà đẹp quá vậy, xinh quá vậy, thì cả nhà có bí kíp cả thì không ạ? Thì trong mỗi thực đơn ăn uống của cả nhà thì chủ tịch tất cả các chủ tịch đã chia sẻ cho cả nhà cái bí kíp để làm sao mà An và tất cả các chủ tịch có năng lượng càng ngày càng xinh đẹp ra, càng ngày càng trẻ ra, càng năng lượng hơn. Thì chủ tịch tất cả các chủ tịch như An dùng cái gì thì anh chị sẽ được dùng cái đó nha. Ở ngoài kia thì sao mà không biết, nhưng mà anh chị ở trong này lớp 60 ngày và lớp doanh nhân chạm tăng hóa vàng thì anh chị sẽ biết được cái công thức để làm sao mà mình vừa có năng lượng, vừa trẻ, vừa khỏe, vừa đẹp, vừa có sao à? Vừa có một sức khỏe hoàn hảo, vừa có trí tuệ ha, mà vừa có nhiều tiền cả nhà ha. Rồi nên là có một cái quy định. Trước kia thì không có quy định này, nhưng ngày hôm nay thì nhưng mà mới gần đây thì sao câu lạc bộ đã có những cái quy định. Tại vì trước đó là để cho anh chị tự chăm sóc sức khỏe của anh chị không chịu chăm sóc, anh chị bỏ lơ được không ạ? Anh chị không chia sẻ về kiến thức, về giá trị cho anh chị, về mối quan hệ cho anh chị, nhưng đối với sức khỏe anh chị không chịu chăm sóc, anh chị bỏ lơ. Nên rằng là yêu cầu của câu lạc bộ, nên là câu lạc bộ đã đưa ra cái quy định là gì? Tất cả những anh chị ở đây khi mà vào lớp 60 ngày, vào lớp doanh nhân chạm tăng hóa vàng, anh chị cần phải có sự cam kết về sức khỏe của mình. Ok không ạ? Và anh chị sẽ được tất cả các chủ tịch gửi cho anh chị cái thực đơn ăn uống. Trong cái thực đơn ăn uống đó sẽ có rau củ thịt ha, và có những cái sản phẩm dinh dưỡng bổ sung theo. Như ăn uống cái gì thì anh chị uống cái đó đó, để mà mình uống, để mà mình có năng lượng ha, có sự tỉnh táo, có năng lượng để mình học tập. Thì cái này anh chị phải tự bỏ tiền ra mua nha, chứ không câu lạc bộ không có bỏ tiền ra cho để mua cho anh chị nữa nha. Ok không cả nhà? Em nói trước nha, câu lạc bộ không có bỏ tiền ra. Tôi vừa dạy kiến thức, vừa dạy tư duy, rồi vừa giúp cho anh chị mối quan hệ hòa hợp, rồi còn bảo bỏ tiền cho anh chị mua để mua cho sức khỏe của anh chị thì không nha. Anh chị nào nghĩ rằng là câu lạc bộ gì làm từ thiện thì không nha, câu lạc bộ không làm từ thiện nha. Nên rằng là gì, những cái gì mà về sức khỏe của anh chị, chăm sóc sức khỏe cơ thể anh chị phải tự mua để mình sử dụng nha. Còn lại những kiến thức của anh chị, những cái kiến thức, những cái giá trị này, những cái chiến lược hoặc là xu hướng của cả nhà mình học miễn phí nha. Và một số anh chị á, và để mà tránh trường hợp anh chị mua những tránh những cái trường hợp hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, và anh chị không có kết quả mà anh chị lại quay lại được không ạ? Quay lại không ạ? Măng vốn câu lạc bộ thì sao ạ? Chủ tịch chị Nguyễn Diễm sẽ đứng ra nha, chủ tịch Nguyễn Diễm sẽ đứng ra hỗ trợ mua cho cả nhà của mình. Và anh chị khi và anh chị gửi cho chủ tịch cho tất cả các chủ nhóm số điện thoại và địa chỉ để mà tất cả các chủ nhóm sẽ gửi về cho anh chị nha. Vì một số anh chị sao ạ, ham rẻ mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài á, nên là anh chị đã nhân rằng là anh chị không có thứ nhất cái gì tiền mất tật mang nữa cả nhà, rồi quay lại mắng vốn câu lạc bộ thì sao ạ? Nên rằng tránh cái trường hợp như vậy thì nên rằng là gì ạ? Chủ tịch Nguyễn Diễm sẽ đứng ra để hỗ trợ cho cả nhà, nên rằng anh chị sẽ chuyển khoản cho chủ tịch Nguyễn Diễm, và chủ tịch Nguyễn Diễm sẽ mua cho cả nhà của mình ha, và sẽ chuyển về cho anh chị. Đó là cái điều kiện bắt buộc nha, bắt buộc đó. Ok không cả nhà? Thứ nhất, thật sự anh chị cần phải thực sự vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, anh chị cần phải nghiêm túc và kỷ luật. Thứ hai, anh chị cần phải biết yêu thương bản thân của mình, yêu thương sức khỏe của mình. Vì bản thân anh chị không yêu thương thì làm sao mà anh chị yêu thương đội nhóm của mình được, yêu thương khách hàng của mình được, anh chị yêu thương cái công việc của mình được. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc, nên anh chị cần phải tập trung vào chính mình, nhớ không? Tập trung chính mình là nó ở đây nè, tập trung vào sức khỏe của mình, tập trung vào trí tuệ của mình, phát triển bản thân của mình lên. Rồi còn lại khi mà anh chị vào lớp 60 ngày, vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, anh chị nào
mong muốn đồng hành với câu lạc bộ thì sao ạ? Chúng ta sẽ đăng ký với trưởng nhóm của mình để mà trưởng nhóm của mình sẽ báo lại với An để mà chúng ta sẽ học thứ hai, thứ tư, thứ sáu để cùng làm việc với câu lạc bộ. Và một khi mà anh chị đã trở thành thành viên của câu lạc bộ rồi thì sao ạ? Phải chắc chắn rồi. Là sao ạ? Không thành công không được. Được không ạ? À? Không thành công không được nha. À, anh chị đã là thành viên của câu lạc bộ rồi thì anh chị không thành công là không được nha. Ok không cả nhà? Rồi. Bây giờ thì An sẽ dành cho anh chị 5 phút để anh chị đặt câu hỏi cho An. Ngày hôm nay thì An sẽ dành cho cả nhà thời gian để mà anh chị sẽ đặt câu hỏi cho An. Anh chị còn có những cái thắc mắc gì chưa hiểu rõ, anh chị chưa hiểu rõ cái gì, anh chị thắc mắc cái gì anh chị đặt câu hỏi cho An ha. Anh chị không có thời gian đâu cả nhà, anh chị không có thời gian đâu. Anh chị nghĩ coi, gần Tết rồi nè. Gần Tết nè. Mà anh chị đã làm một năm vừa qua, anh chị đã làm được cái gì rồi? Thứ hai nữa nè, anh chị có muốn sống cuộc đời giống y như vậy không? Mà năm này nó cũng giống như kia, năm này nó cũng giống như năm trước, năm nào nó cũng giống như năm nào hết đó. Anh chị cũng phải lay lắc hết đó. Anh chị cần phải sao ạ? À, mình cần mình lúc nào mình cũng phải sao, à, cũng suy nghĩ về vấn đề về tài chính hết đó, về tiền hết á, không có thoải mái hết đó. Anh chị có muốn muốn sống một cái cuộc sống như vậy không? Nên giờ bắt buộc thành công, không thành công là không được, được không cả nhà? Rồi anh chị đặt câu hỏi cho An đi ạ. Ngày hôm nay cả nhà chúng ta sẽ học về bán hàng bằng tiềm thức nha. Ừ, rất là hay ha. Chúng ta sẽ học cái cách bán hàng như không bán nha. À, thật ra thì bán hàng ở đây là gì ạ? Chúng ta bán từ tâm của chúng ta. Chúng ta bán và chúng ta không bán hàng nha, mà chúng ta đang chia sẻ trao giá trị cho mọi người. À, bao nhiêu trong số anh chị mình 18 giờ mình sẽ học nha. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây 18 giờ mình có mặt trong lớp doanh nhân chậm tay hóa vàng, comment cho anh chị tôi ha. Hay lắm cả nhà, cực kỳ hay luôn, anh chị mê. À, vào đó học xong là trời ghiền luôn á cả nhà. Và cả nhà biết không ạ? Ngay cả bản thân An nè, tất cả các chủ tịch ở đây cũng phải học lại nè. Phải học lại đó cả nhà. À, nên là anh chị cần phải mình vào học ha, học để sao ạ? Học đi, anh chị không biết định hướng như thế nào đúng không? Vào trong câu lạc bộ à, chủ tịch Trịnh Huy sẽ định hướng cho anh chị về cái công việc của anh chị để mình giúp cho anh chị nhanh chóng thành công. Đừng có lay lắc nữa, anh chị lay lắc anh chị được không ạ? À, lay lắc bao nhiêu lâu rồi cả nhà, mấy năm rồi giờ thì sao ạ? À? Thôi được không ạ? À, đừng có lay lắc là trên vên nữa cả nhà. Bây giờ sao ạ? Nhanh chóng thành công đi. Anh chị đã tìm thấy con đường rồi, anh chị đã tìm thấy được cái nơi rồi, tìm thấy con đường rồi, không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà anh chị thấy được câu lạc bộ, bắt gặp câu lạc bộ ha, mà đó là vũ trụ và tiềm thức cho anh chị thấy được câu lạc bộ, có nghĩa rằng là đang nhắc nhở anh chị một điều gì đó. Việc của anh chị là gì? Kết thúc đi, kết thúc những cái quãng đời, quãng thời gian trước đó đi, bây giờ bắt đầu lại ha, hành trình lại, bắt đầu lại cho em một cái cuộc sống khác đi. Bao nhiêu trong số anh chị muốn thu nhập mà chính con số đâu ạ? À? Comment cho anh đi ạ. À, cả nhà có muốn không ạ? À, trong vòng 2 năm thôi, đối với em là 2 năm đó, anh chị có muốn 2 năm anh chị chụp chính con số không? Muốn. Anh chị có muốn đi du lịch vòng quanh thế giới không ạ? À, muốn không cả nhà ơi? Thôi đi, sắp tới nha, sắp tới là câu lạc bộ của mình đi châu Âu ha. À, đấy cả nhà. Rồi sao ạ? À? Anh chị có muốn Tết này, anh chị có muốn Tết được không mà mình về nhà mình gặp bố mẹ mình vui vẻ, mình hào hứng, mình cho tiền bố mẹ không ạ? À? Hay là sao ạ? À? Hay là không dám muốn, không dám về nhà. Rất rất nhớ nhà được không ạ? À? Nhưng mà không, không muốn về nhà, không có tiền để về. Và việc của anh chị là gì ạ? Nhanh chóng thành công đi. Bố mẹ không chờ anh chị đâu, và thời gian không chờ anh chị đâu, con cái anh chị không chờ đâu, và An câu lạc bộ cũng không chờ.
Tại vì sao ạ? Một khi mà vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng rồi á, là gì ạ? Anh chị không có được học nữa. Lý do vì sao? Học giữa chừng anh chị không có hiểu, nên là ngay từ đầu anh chị phải vào ngay từ đầu để anh chị hiểu. Còn một còn à, bây giờ anh chị không bây giờ được không, mà mình còn ừ thì bây giờ học, mọi người học hết nửa rồi, nửa đường rồi, bây giờ vô lại không hiểu gì hết. Nên là gì ạ? Một là sao ạ? Thành công luôn, còn không thì thôi. Đã không cái nha, chứ còn đừng có ừ nữa ha, quyết định luôn ha. Rồi à, bây giờ thì em sẽ chia sẻ cho cả nhà một số cái anh chị ghi cho em cái câu này xuống nha. Ghi xuống cho em cái thu nhập hiện tại của anh chị, thu nhập mong muốn của anh chị, chứ anh chị ghi xuống cái thu nhập mong muốn của anh chị. Rồi ok chưa? Ghi cho em xuống, ghi cho em cái con số mà anh chị mong muốn xuống đi ạ. Rồi thêm cho em một con số không nữa. Và đây là con số mà khi mà anh chị đồng hành với câu lạc bộ, khi mà anh chị học với câu lạc bộ, anh chị sẽ đạt được. Ngày xưa em cũng y như anh chị vậy đó, sợ không tin. Chủ tịch Trịnh Huy bảo rằng là ghi xuống con số, em không tin đâu cả nhà. Em nghĩ rằng làm sao mà làm được, làm sao mà mình có chín con số đây. Cả nhà có tin không ạ? Có một hôm á, mẹ em xuống chơi với em, xuống Sài Gòn chơi với em, xong rồi mẹ em thấy em xài hoang quá, phí quá. Mẹ em bảo chứ xài tiết kiệm hơn em con, xong rồi đủ thứ đó cả nhà. Xong cái em nói là thế mẹ có tin, má có tin rằng là thu nhập của con giờ chín con số không? Mẹ không tin, không tin đó cả nhà. Xong rồi ha, em phải lấy cái điện thoại em ra, em đưa cái sao kê cho mẹ em ra. Sao à, mẹ em rất là hạnh phúc, cảm thấy mẹ em rất là tự hào về em đó, rất là vui cả nhà. An làm được thì em tin rằng anh chị làm được. Anh chị phải làm sao mà chín con số nha, thu nhập của mình là chín con số nha, và hơn như vậy nữa. Ronaldo cả nhà, Ronaldo chúng ta nói rằng là số tiền nó quá cao đúng không cả nhà. Ronaldo một năm á là 7.000 mấy trăm tỷ nha, một năm của Ronaldo đó. Còn với anh chị được không, mà tháng có nhiêu, có 250 triệu nhân lên được nhiêu, nó quá ít. Cái năng lực của chúng ta còn vô hạn, nhiều hơn nữa. Chỗ Ronaldo bên gì ra, bên thái tử của Qatar hơn sao ta, em có đọc báo cả nhà, sẵn sàng chi ra 7.000 mấy trăm tỷ để miễn sao Ronaldo ở trong cái đội bóng của ông. Cả nhà ghê không à? Vậy thì cái việc mà mấy trăm triệu của mình bình thường lắm nha cả nhà. Họ làm được thì anh chị không phải, không có cái gì là khả thi, không có gì là bất khả thi hết á. Đúng rồi, 1 tỷ một tháng chứ cả nhà. Đây An đang hướng cái mục tiêu của mình là 1 tỷ một tháng đây, tại vì việc chín con số của An đã làm được rồi. Việc của An thêm một con số nữa, việc của An là mỗi năm làm sao em phải có thêm một con số nữa ở đằng sau. Đúng không ạ? Nên rằng là gì? Anh chị cần phải ra quyết định ha. Thời khắc anh chị ra quyết định số mệnh, anh chị được hình thành. Rồi anh chị ghi xuống ha. Hôm nay ngày, ghi cho em hôm nay ngày. Hôm nay ngày, anh chị hãy cho An cái ngày, xác định cho An cái ngày mà anh chị thành công. Một năm, 5 năm, 2 năm, 3 năm. Đối với An là 2 năm đó. An xin mẹ An là cho An 2 năm để mà An có thể là thay đổi được cuộc sống của mình. Và trong 2 năm đó em thay đổi, anh chị cho mình một cái
cho mình một cái hạn định đi à, anh chị cho mình một cái mốc thời gian đi à, bao nhiêu lâu thì anh chị đạt được? Tôi có thu nhập thụ động hàng tháng là 2. Tôi hài lòng với bản thân của mình. Tôi tạo ra đột phá cho bản thân của tôi. Tôi làm được tất cả mọi điều mà tôi mong muốn. Mọi việc đang diễn ra theo hướng tốt nhất cho tôi. Điều tốt đẹp cuối cùng sẽ đến, điều tốt đẹp cuối cùng đến, sẽ đến với tôi. Ok không cả nhà? Cả nhà ghi kịp không ạ? À? Anh chị nào ghi kịp rồi á thì comment lên cho những cái anh chị ha. Cả nhà ghi xuống những cái câu khẳng định này để anh chị phải đọc nha, anh chị đọc nha. Cuộc sống luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi. Tôi sống đầy lòng tự trọng và mạnh mẽ. Tôi tự tin bước vào cuộc sống với sự thanh thản nhẹ nhàng. Tiền của tôi về theo đúng với giá trị của tôi. Rồi, em đây là những cái lời khẳng định để mà giúp cho anh chị ha. Mỗi ngày anh chị đọc những cái câu này để làm sao để giúp cho anh chị có sự tích cực. Để anh chị hiểu được rằng là gì ạ? À,
để mà anh chị có tình yêu thương với chính bản thân của mình, và anh chị có sự tích cực để mà anh chị sao à, học tập và phát triển. Và khi mà anh chị đọc cái câu tuyên bố mà An vừa gửi cho anh chị, để mà anh chị nhớ tới cái mục tiêu của mình, cái mục tiêu kết quả về tài chính của mình. Làm sao nhớ nha, An không nói rằng là tài sản của chị mà thu nhập thụ động của anh chị. Nhớ nha, anh chị làm sao phải có dòng thu nhập thụ động. Rồi, ok không cả nhà? Và sắp và tất cả những anh chị ở đây, tất cả những trưởng nhóm, anh chị trưởng nhóm giúp cho An mình sẽ liên hệ với tất cả những anh chị ở đây để mà mình thông báo với anh chị. Anh chị, những anh chị ở đây nha, làm việc này cho An nè. Nhắn tin cho những cái anh chị trưởng nhóm của mình và sao ạ? Nói với họ xin cho anh chị cấp mã cho anh chị, vì mỗi anh chị ở đây sẽ được cấp một cái mã riêng để mà mình vào học hơn. Mà khi mà anh chị có mã lớp doanh nhân trọng tài hóa vàng rồi thì anh chị sẽ được học tất cả các lớp của câu lạc bộ. Nên là anh chị hãy nhắn tin cho trưởng nhóm của mình. Thứ nhất để là sao ạ? Anh chị sẽ để lại cho anh chị sẽ nói với trưởng nhóm của mình là xin cho anh chị được cấp mã. Cái thứ hai đó là anh chị sẽ xin trưởng nhóm của mình một cái thực đơn ăn uống để mà anh chị rèn luyện sức khỏe của mình, rèn luyện cơ thể của mình. Và cái thứ ba anh chị gửi cho trưởng nhóm của mình số điện thoại cũng như địa chỉ để mà chủ tịch Nguyễn Diễm sẽ gửi cái thực đơn cũng như là gửi cái dinh dưỡng về cho anh chị để mà anh chị có mà anh chị sử dụng ha, để mà anh chị học, để anh chị phát triển lên. Ok không cả nhà, bao nhiêu trong số anh chị ở đây mình đã hiểu rõ rồi hả? Thì comment cho anh chữ tôi ạ. Rồi cả nhà ơi, An rất là hào hứng để mong rằng là dạng 18 giờ hôm nay được gặp anh chị trên Zoom của cũng cùng với tối chiều ngày hôm nay chúng ta học Chủ tịch Nguyễn Diễm trước ha, chúng ta học về marketing, về sale, chúng ta sẽ marketing ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn để mà anh chị có thể tạo ra một cái trang fanpage hoặc là tạo ra một cái trang TikTok hoặc một trang fanpage trong một thời gian ngắn nhất, chỉ trong vòng 1 đến 2 tháng thôi, 1 đến 2 ngày thôi, hoặc là trong vòng 1 tuần thôi, để mà anh chị có thể có những nhiều lượt follow, hoặc rằng là gì dùng tiềm thức để mà anh chị có những cái ý tưởng trong công việc kinh doanh của mình nha. Ok không cả nhà? Rồi và hẹn cả nhà vào chiều ngày hôm nay 18 giờ, và trước 18 giờ tất cả các trưởng nhóm gửi thông báo, gửi cái tên của những cái anh chị học viên qua cho An để mà An sẽ xin cấp mã, và chúng ta sẽ cấp mã trước 18 giờ để mà chúng ta vào học ha. Khi mà anh chị vào học này, An dặn cho anh chị nè, khi anh chị vào học anh chị làm này cho An. Thứ nhất mình mở cam, tại vì vào trong lớp doanh nhân chọn tài hóa vàng thì anh chị tắt cam thì sao à? Mình sẽ bị kích ra ngoài. Thay đổi cái thói quen đó cho An nha. À, mình học nghiêm túc. À, thứ hai nữa rằng là gì, chuẩn bị sẵn sàng cho An tập bút vở. Và khi mà anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng và vào lớp 60 ngày ha, vì rằng là câu lạc bộ không bán khóa học nên rằng là gì, anh chị sẽ học hoài, học mãi. Một khi anh chị đã không học thì thôi, vào học là gì, học hoài luôn. Có nghĩa rằng nếu mà anh chị không học, nếu mà anh chị học không hiểu, đợt sau học tiếp, học đến khi mà hiểu thì thôi, được không cả nhà? Ừ. Học đến khi mà anh chị phải vận dụng được vào trong cuộc sống đã. À, chứ còn được không ạ? Chứ còn không có phải rằng là học xong học hết lớp 60 ngày là học hết 60 ngày là thôi không được học, học không. Anh chị học được, học hoài, học mãi. Học miết được không, mà học đến khi nào mà anh chị ứng dụng được trong cuộc sống thì thôi. Vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng cũng vậy. Đợt này anh chị không học. Đợt này anh chị học chưa hiểu, đợt sau học tiếp, học lại. Học cho đến khi mà anh chị phải hiểu thôi, ứng dụng trong cuộc sống được trong cuộc sống thì ok. Ok không cả nhà? Rồi nhớ giúp An nha, anh chị cần phải kinh doanh và đầu tư thì anh chị mới thành công được. Khi mà anh chị vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, anh chị sẽ dạy, anh chị sẽ được học để mà chúng ta kinh doanh về sản phẩm, về chiến lược, về xu thế thị trường như thế nào. Anh chị sẽ học ba cái này, học chính ba cái này thôi, và học những cái kỹ năng để mà sale và marketing ha. Và những anh chị nào muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ thì đăng ký nhanh cho An nha, để mà sau thứ tư là chúng ta sẽ học rồi, nên là anh chị đăng ký nhanh cho An. Bắt buộc là anh chị phải, những anh chị nào muốn trở thành thành viên thì An nói lại nha, anh chị cần phải
tham gia lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng thì mới được. Ok không ạ? Rồi. Và đó là những cái yêu cầu khi mà anh chị vào lớp 60 ngày vào lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng. Ok không cả nhà? Ok. Rồi, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Anh chị không có câu hỏi luôn đúng không? Nãy giờ là An chờ cái câu hỏi của cả nhà của mình mà không thấy ai hỏi gì hết. Ok chưa cả nhà? Anh chị nào ok rồi comment cho An đi nè. Ok. Ok. Yes, ok, bây giờ thì anh việc của anh chị là gì? Nhắn tin cho trưởng nhóm của mình ngay ha, để mà trưởng nhóm của mình sẽ báo danh sách cho An. Tại vì danh sách của mình thì chỉ lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng chỉ có 300 người thôi nha. Nên rằng báo liền cho An để mà An ghi danh cho cả nhà của mình sớm nha. Rồi, không phải là có mình đội của An không đâu nha cả nhà. Còn tất cả rất là nhiều đội nữa cả nhà đang mong chờ được học lớp doanh nhân chạm tay hóa vàng, nên anh chị cần phải vào sớm để mà An cấp mã sớm. Và anh chị mà đăng ký trễ thì em sẽ không có thể nào mà đăng ký cho anh chị được, hoặc là mình sẽ phải dời qua năm sau nha. Ok không cả nhà? Rồi, cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúc cho cả nhà một buổi chiều tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc trọn vẹn cả cuộc đời. Và cả nhà ơi, chúng ta sẽ biến thu nhập của mình một năm thành thu nhập một gì cả nhà? Bao nhiêu ạ? Một tháng. Rồi cả nhà, được không ạ? Chúng ta sẽ biến thu nhập một năm của mình thành thu nhập một tháng. Vậy một năm của anh chị là bao nhiêu? Được không ạ? Lấy thu nhập hiện tại của anh chị nhân cho 12 tháng đi. Được không ạ? Sau đó thì sao ạ? Bây giờ tôi phải làm sao? Lương của anh chị 10 triệu được không ạ? Nhân cho 12 tháng thì là 120 triệu làm sao? Một tháng anh chị phải có được 120 triệu. Ok nha. Như vậy thì mới gọi là thành công nha. Rồi, ok cả nhà. Bây giờ thì chúng ta mở mic lên và chúng ta chào nhau thôi. Bye bye cả nhà.